Hello tất cả anh em, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của mình trên kênh Tâm Sáng Tato. Hiện tại bây giờ mình đang thực hiện một hình xăm phượng hoàng cho một bạn học sinh bên mình anh em nhé. Và cái quá trình mình đang xăm đây là đang xăm phần vảy thân của con phượng anh em ạ. Đố anh em biết là mình đang sử dụng kim gì đó và mực mà mình sử dụng của hãng mực gì anh em. Hello anh em, đây là một cái hình xăm phượng hoàng kín tay mà mình đang hoàn thiện nhé. Hôm nay buổi hôm nay thì mình đánh được phần con phượng rồi, đầu con phượng, phía đầu mới thân con phượng rồi, đang hoàn thành lốt là cái phần cánh của nó là xong. Còn đây là cái hoa đã bong rồi nhưng mà chưa được ra, chưa được lành này, ra chưa được lành anh em nhé. Phía trong này nữa, đây hình xăm đã bong và đã chưa được lành lắm, mới bong được mấy hôm, phải đợi da nó lành cho nó mịn màng nữa thì nó mới đẹp, nó mới lên hình được. Ok anh em, đây là tổng thể hình nhá. Và đây là cái cách làm màu của mình, phối màu. Còn cái phần mắt này tí nhấn trắng nữa là xong anh em nhé, chưa nhấn, để tí nữa làm xong thì mình sẽ nhấn cuối cùng. Đang hoàn thiện nốt phần cánh này, rồi buổi sau làm nốt 2-3 bông hoa nữa là xong, 1 bông, 2 bông, 3 bông. Đấy, sau thì làm nốt 3 bông hoa nữa xong. Hôm nay làm con phượng thôi. Ok anh em, đó anh em cảm thấy ổn không? Hôm nay chúng ta sẽ kết thúc buổi làm thứ 3 tại đây. Và đây là cái hình ảnh mà sau khi chúng ta sẽ kết thúc buổi làm. Đấy, con phượng thì mình đã đi xong rồi, mặt con phượng với phần bụng con phượng đã đi xong rồi nhé anh em. Đây, tập tay lên này. Ok, đây là tổng thể một cái cánh tay phượng hoàng nhé. Màu thì mình thiết kế cái màu nó hơi dị một tí, đâm ra là nhìn nó sẽ lạ mắt hơn anh em nhé. Mặt trong này, này mới bong xong nhé, chưa lành da, đâm ra nó hắt còn bóng này. Mặt trong này, mặt ngoài. Đấy, anh em thấy màu thân con phượng nhìn con lạ mắt không? Khá là lạ đúng không? Ok anh em, góc này rất là chất, rất là đẹp luôn. Đấy. Cảm ơn anh em đã xem hết video, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Đấy, anh em đang xem video đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Quá khen. Vậy là cái cánh tay phượng hoàng hoa mẫu đơn cuối cùng đã xong nhá. Thì ở đây mình đang làm thông 3 hôm. Hôm đầu tiên là làm phần này này. Hôm thứ hai là bắt đầu làm phần cánh với phần hoa này. Đây bây giờ nước mu nó chảy ra mà bạn ấy không lau thì nó sẽ đóng lại một chút ở đây này. Còn hôm nay thì mình mới làm xong cái phần cánh này anh em nhé. Đấy, anh em thấy phần này nào. Đấy, khi mà mới làm xong thì mực nó sẽ tươi như này anh em nhé. Mực nó sẽ tươi như này. Còn sau một hôm thì nó sẽ khô như này. Đây là hôm qua làm này. Đây, còn đây là hôm nay làm này. Hôm qua làm này. Đấy, còn hôm kia làm thì nó là ở đây anh em nhé. Cánh tay đã xong. Đây là thằng đệ này, có cánh tay uy tín này, về mở quán chất nhất gọi là cái gì, Sơn La, Lạng Sơn à? Sơn La thành phố. Ok anh em, đấy anh em xem và anh em cho nhận xét nhé. Ok không anh em? Chết mất người. Quá ok, quá đau. Xăm thông mấy hôm quá đau, còn đồ ủ tê. Cảm ơn anh em đã xem hết video nhé. Anh em nào mà muốn xăm một cánh tay như này thì anh em inbox cho mình nha, sẽ tư vấn cho tất cả anh em. Ok, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.